với việc là bây giờ chúng ta đang phải giãn cách xã hội, chúng ta ở nhà và nên sắp xếp cho mình một lịch trình hợp lý, thậm chí là có những cuộc trò chuyện cùng với con để cho con thấy rằng là việc mà con tự quản lý thời gian ý thức sẽ tốt như thế nào. Và mình nghĩ rằng là chính bố mẹ cũng nên có những cuộc trao đổi với giáo viên. Bây giờ chúng ta không gặp nhau, chúng ta hoàn toàn có thể gọi điện. Ví dụ như là bố mẹ thấy là con mình bây giờ không thể học được online tại nhà mà bố mẹ vẫn chưa biết cách kèm con, cũng không có kỹ năng sư phạm. Vậy thì hãy gọi điện cho thầy cô giáo hỏi xem là với trường hợp này bố mẹ nên đồng hành cùng với con như thế nào. Mình nghĩ rằng là những nhà giáo, những nhà chuyên môn thì họ sẽ có những cách hợp lý để tư vấn cho từng giáo viên với từng học sinh cụ thể. Và theo hướng dẫn của thầy cô thì bố mẹ cũng sẽ điều chỉnh làm như thế nào kết hợp với giáo viên, kết hợp với nhà trường để giúp con mình học online một cách hiệu quả nhất. Và trước khi quay trở lại với phần trao đổi ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Dạ vâng, xin chào tiến sĩ Lê Thị Thủy, cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa chị, việc chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội đã dẫn đến việc nhiều phụ huynh cũng phải làm việc online tại nhà. Dạ vâng, chính cái thực tế này thì cũng đã gây nên những cái câu chuyện dở khóc dở cười khi cha mẹ và con cái cùng phân chia nhau thời gian để sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin. Chị nghĩ sao về việc này? Có những gia đình số lượng trang thiết bị không đủ đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân. Nhiều gia đình, cả bố và mẹ và con cái đều có nhu cầu sử dụng thiết bị cùng một lúc. Điều này đã làm không ít gia đình gặp khó khăn. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải phân chia thời gian như thế nào cho hợp lý. Mỗi thành viên trong gia đình cần phải sắp xếp thời gian, công việc cho hợp lý. Những việc nào cần thiết, cá nhân nào cần chúng ta có thể ưu tiên sử dụng trước. Thậm chí các thành viên có thể phân chia làm việc và học tập và các khung thời giờ khác nhau. Mặt khác, quý vị có thể lưu ý hầu hết các bài học trực tuyến đều có chức năng lưu lại. Do vậy, chúng ta có thể hướng dẫn các con xem lại các bài giảng nếu cần thiết. Dạ vâng, thưa chị, việc kèm con học trực tuyến thì cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Nhiều phụ huynh thì tỏ ra rất là mệt mỏi vì ngày nào cũng phải cùng con học bài. Theo chị thì cha mẹ nên làm gì để đồng hành cùng con mà không gây áp lực cho trẻ? Vâng. Việc đồng hành cùng các con không chỉ dừng lại ở hình thức học trực tuyến mà ngay cả học trực tiếp hay các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc đồng hành cùng con học trực tuyến, mỗi phụ huynh có những cách khác nhau. Mỗi phụ huynh chúng ta cần hướng dẫn cho các con những kỹ năng cơ bản để tham gia các lớp học. Ví dụ như cách các con có thể vào lớp học như thế nào. Bởi vì không phải lúc nào phụ huynh chúng ta cũng làm thay các con. Thứ hai, phụ huynh có thể động viên các con chủ động, tự giác việc học. Đôi khi, phụ huynh cũng cần phải tham gia vào các lớp học cùng con, theo dõi bài để kịp thời tháo gỡ những khó khăn mà các con gặp phải, đặc biệt đối với những học sinh nhỏ. Ngoài những giờ học trực tuyến, phụ huynh cũng cần phải tạo ra những sân chơi cho trẻ, hướng dẫn con tham gia vào những công việc khác. Ví dụ như hướng dẫn các con có thể làm các việc công việc nhà, làm bánh hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao. Học online thì vốn không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với những học sinh ở bậc tiểu học vốn hiếu động và khó tập trung. Chị có lời khuyên như thế nào để các em học online một cách hiệu quả? Vâng, đối với học sinh tiểu học, đặc điểm tâm lý là hiếu động và khó tập trung vào những việc học tập. Đặc biệt với hình thức học trực tuyến thì việc kiểm soát học sinh và tương tác học sinh là hạn chế. Do vậy, đối với học sinh tiểu học, các bậc phụ huynh cần hỗ trợ các con trong quá trình học. Thứ hai, cần giám sát các con bằng nhiều hình thức khác nhau. Mặt khác, giáo viên cần có những bài giảng cuốn hút các con, cần kết hợp giữa lý thuyết và các bài tập. Thậm chí, giáo viên cần phải tổ chức cả các cái hoạt động trò chơi để các con cùng tham gia hoạt động. Giáo viên cần chú ý thời gian nghỉ giữa giờ hợp lý cho các con, khoảng tầm 30 phút là giáo viên phải cho các con nghỉ giải lao, bởi vì học trực tuyến các con đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, hơn nữa là các con ngồi làm việc trước máy tính hoặc là điện thoại, do vậy là các con dễ bị mỏi hơn so với học mà trực tiếp. Dạ vâng, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã giảm tải chương trình học kỳ 2 năm học 2020, tuy nhiên đứng trước những kỳ thi chuyển cấp quan trọng, việc lo lắng là điều không tránh khỏi. Theo chị thì đối với những học sinh cuối cấp thì cần có những cái phương pháp học tập như thế nào ạ? Cụ thể, các con cần sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý. Thứ ba, đối với từng môn, các con cần nắm chắc kiến thức và lý thuyết bằng các cái cách khác nhau.
Ví dụ các con có thể làm đề cương hoặc cũng có thể làm sổ tay học tập, vân vân. Thứ tư, sau khi đã nắm chắc lý thuyết, các con cần có những kế hoạch vận dụng kiến thức để giải các bài tập nhằm phát triển các cái kỹ năng. Dạ vâng, nếu dịch Covid-19 còn những cái diễn biến phức tạp và việc học trực tuyến thì vẫn phải kéo dài, theo chị thì học sinh cần sắp xếp thời gian học tập của mình như thế nào ạ? Như tôi đã trao đổi ở trên, do việc học trực tuyến có những thuận lợi và những hạn chế nhất định, do vậy khi học trực tuyến các con cần phải sắp xếp thời gian học tập cho hợp lý. Thứ nhất, các con vẫn phải học theo thời khóa biểu do nhà trường sắp xếp. Thứ hai, ngoài trực tuyến ra, các con cần dành thời gian đọc lại sách giáo khoa, tự nghiên cứu, vận dụng, củng cố kiến thức. Thứ ba, các con cần dành thời gian vận dụng kiến thức đã học để thực hành giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Ngoài ra, các con cần xen kẽ giữa học tập và nghỉ ngơi, tham gia vào các hoạt động để tăng cường sức khỏe và giải trí. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thủy đã đồng hành cùng chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay ạ. Qua những trao đổi vừa rồi thì chắc hẳn cũng đã giúp cho rất là nhiều những phụ huynh trả lời được phần nào những băn khoăn thắc mắc của mình liên quan tới việc đồng hành cùng con trong việc học online. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thông điệp đó là phụ huynh luôn luôn cần đồng hành với con trong quá trình học, không chỉ là việc học online mà ngay cả khi mà chúng ta hết dịch và các bạn quay trở lại trường thì phụ huynh vẫn đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình trưởng thành và có quá trình học của con. Nhưng tất nhiên tùy theo mỗi gia đình, theo độ tuổi của con, theo sức học của con, theo công việc của bố mẹ thì chúng ta sẽ có những sự đồng hành khác nhau. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì không chỉ là việc mà chúng ta giúp con học tốt chương trình ở lớp, mà Vân Anh nghĩ rằng điều quan trọng chính là rèn cho con phương pháp tự học, bởi vì đây sẽ là chiếc chìa khóa giúp con có nền tảng để tự học suốt đời và rèn luyện rất nhiều những kỹ năng và kiến thức khác bên cạnh những chương trình trong sách giáo khoa hay là sách vở trong nhà trường.